Ôi, trời ơi. Hiện tại là cái ổ này nó dữ quá bạn. Dí mình chạy ra tới ngoài này luôn. Nó bu theo cái đầu mình chạy ra tới ngoài này. Rồi, hello. Chào bạn nha. Chào bạn Đại. Đây, hôm nay mình theo chân anh Đạt đi bắt tổ ong nữa các bạn. Nhưng mà ngày hôm qua, mình mấy bữa đó mấy anh em mình phát hiện ra được một cái tổ ong ruồi, tổ ong mật thiệt bự các bạn. Đó, giờ mà hai anh em mình sẽ đi trồng bắt. Rồi bữa nay anh Đạt có đem theo đồ nghề nữa. Đem theo cái bộ đồ bảo hộ các bạn. Đó. Bộ đồ này cũng vào qua hành tinh đó. Lát nữa Đạt sẽ mặc vô cho bạn xem. Hãy từ đấy. Đó. Tại là hôm bữa mình phát hiện có tổ ong nằm trong đây nữa các bạn. Cái rừng mà mít mà người ta trồng không có ăn rụng. Mít mà người ta trồng người ta bỏ luôn. Trồng không có ăn hết. Đây cũng có cái đám rừng các bạn. Đám rừng bữa hôm mình nói cũng này chắc cũng cỡ mấy chục mét này. Cũng mấy chục mẫu này. Bây giờ là vỏ tông. Vỏ tông xưa đến đám chặt Mỹ ở đây nè. Thấy không? Đó, đây, hiện tại là nó nằm ở trên cái cây đó các bạn. Đó, trông có con không Đạt? Còn không? Ồ, đây, hiện tại là còn các bạn. Mấy hỏi mình để mình thấy nó còn nhỏ nhưng mà tới bữa nay mình cho mình bắt các bạn, mà để mình hầu họ bạn sợ người ta phát hiện được người ta bắt. Bữa nay hai anh em mình đem đồ hộ ra bắt. Đó. Nói chung là bắt ong thì nó cũng rất là nguy hiểm các bạn. Đó, mình phải leo đèo và mình phải bắt cái da chạm với ong, nó nguy hiểm lắm. Các bạn nào mà không bắt được, không làm được thì coi video mình đừng làm, đừng nó làm theo các bạn. Đó. Mình đây mình bắt mà có ông anh ông chuyên gia đi bắt nè. Mình mất đi làm mình không đi theo ảnh được chứ ngày nào anh cũng đi hết. Người là cũng như là chuyên gia các bạn. Ngày ảnh thì anh kiếm được 2-3 sĩ. Thôi thì để mình hai anh em mình trang bị đồ các bạn. Đó, rồi. Đây. Và là anh Đạt đã lên bộ đồ các bạn. Giống người hành tinh đó. Ai mua số mọi người. Chờ cái bộ đồ như bán vé số luôn. Rồi, giờ bắt đầu anh leo lên bắt ngay bạn. Chung là Đạt mới có bộ đồ bảo hộ này các bạn. Mình thì không có các bạn. Mình không có thì mình đứng ở dưới mình đứng xa xa thôi các bạn. Ừ, có cái bọc đựng chưa? Bọc nào? Cá hả? Nhét nó đi. Đó. Người ta là nói chung là ổ này bắt nó cũng hơi khó nữa mà. Nó nằm treo gieo ở ngoài mấy ngoài nè. Nó nằm lúc mấy ngoài đó đó. Đó, hiện tại là bắt hơi khó. Để anh Đạt leo lên ráng cố gắng bắt nha các bạn. Chung là có cây thì mình cũng không thấy luôn. Đó, tại là nằm ngay đó đó bạn. Có cây quá nhiều quá. Hiện tại là Đạt đang tiếp cận với cái tổ ong của bạn. Chung mình đây thì tổ ong bự như thế này thì nó ong bự như thế này thì ít gặp lắm các bạn. Chung bật cái bao đồ này vô nó rất là nực. Nó bịch lên luôn, rất là nực luôn các bạn. Tí nữa xuống anh dở ra hồng hồng đổ lộp đọp rồi. Đây, cho mình thu phóng lại cho các bạn xem có cái tổ ong này. Rất là to nữa bạn, rất là to luôn.
mà đều cái mình thu phóng lại thì nó mờ các bạn. Hiện tại anh Đạt đã cận kề tới tổ ong luôn rồi. Lúc nãy mình có cái tính gắn cái camera đầu đầu luôn các bạn, lên đỉnh quay cho cận cảnh cho bạn xem, nhưng mà cái bộ đầu nó bự quá mình đeo không được bạn. Hình như nó già hay gì anh Đạt. Nói chung là anh Đạt có bộ đầu thì leo lên bắt được, còn mình không có mình đi xa ra các bạn. Hãy mình đứng hơi gần gần lần đó mình thấy nó dè dè lại, mình đi xa ra ngoài tí nữa rồi đó. Hiện tại là anh Đạt nói nó chạy cây rồi, nó già rồi bạn, chắc có thể là hơi ít mật. Ở lẹ đi, tôi đâu đứng dưới đó đâu. Ở đây đây là bạn, hiện tại là anh Đạt đã cắt xong cái tổ ong rồi. Hết luôn rồi hả? Hết luôn hả? Rồi, nói chung là mình ở ngoài này chứ mình không chưa dám vô đó các bạn. Mình để cho nó im im cho nó bu lên đó đi. Đó, để cho im im cho nó bu lên cái chỗ cũ đi. Đúng cuối hả? Rồi. Rồi, để mình vô mình lập vô mình đốt đống cuối nha các bạn. Chung là có cái đồ bảo hộ thì lúc nãy tính đốt cuối, nhưng mà đạn nó khô khỏi. Mình không dám ở tại gốc. Ôi, đây nè ba ơi. Đó, tại là mình bắt được như đây mặt rồi nè. Này chỉ có tàn thôi, nói chung là cổ này mình để mỗi đứa mình tưởng đâu là nó còn nhỏ, ai về đâu là nó để tới bữa nay đâu cả 10 ngày rồi nó già rồi các bạn. Già rồi bữa nay bắt được có nhiêu bạch như đây mặt thôi. Này mình dắt ra chắc có khoảng 1 xị chứ gì. Không có xị nữa. Ừ, quá uổng luôn các bạn. Ổn rồi, chào bá luôn. Nói chung là này nó già rồi, nó chuẩn bị bỏ đi rồi, mình cũng cắt tàn nó xuống luôn rồi. Còn không? Đứng đây đi. Lấy cái bọc nó túm lại cái này để đó, từ tính sao. Trời ơi cái này. Vô hút bà mẹ đó. Chung là đạn lột ra, cái bộ đồ lột ra ướt nhẹp hết các bạn. Ướt nhẹp mình mẩy luôn. Chung là nó rất là nực. Có ai thử không rồi mới biết cái cảm giác đó. Cảm giác lúc ấy xé ra sao. Nực tôm hậu luôn. Ai có thấy anh em mình cực thì cho mình xin lượt đăng ký, lượt like nha mọi người. Cực lắm, thiệt á. Giờ mình bắt xong cái ổ này, cái mình đi tới cái mấy câu khác nữa, cái mình review lại cho mấy cái này kỹ cho bạn xem nha. Chung là hút ráo nguyên cái vậy. Bự lắm, to lắm, nhưng mà đều nó hút hết rồi các bạn. Hút hết rồi, còn ở trên phía trên chỉ còn như đây thôi. Nhưng mà cái cây nó khó bắt quá, cái này mình bắt ở trên nó rớt xuống chắc cả nửa xi mặt các bạn. Tính nó còn nhỏ, tính nó còn nhỏ vậy, nó cưới vợ rồi. Mấy bữa hỏi mình tính nó còn nhỏ không à. Quá uổng luôn. Đây, trên à. Trên mình cắt xuống rớt mặt nó đổ nè. Mặt nó đổ nè. Nó đổ rồi bạn. Tự nổ nước luôn. Nói chứ mặt rất nhiều lắm. Nổ nước thì cũng có. Quá uổng luôn. Lên trạm thấy nó bự khủng khiếp luôn. Đâu có biết là cũng về cổ kia là khoảng 2-3 ngày nữa ra bắt được. Tại nó ở đây nó đóng nhiều khi không có bự. Nó lớn vậy nè. Ta nhìn xa là thấy nó ba lớn vậy nè. Vậy là được rồi đó. Cái chừng cũng được rồi đó. Không lấy vậy trời. Được rồi đó, lụm luôn. Để già tí xíu nữa là như thế này luôn á. Rồi, rồi để mình này mình túm gọn mấy cái này, cái mình đi dài làm mấy cái cục rừng khác thôi bà. Rồi, chào bà. Đi hai năm mình đi tới lúc xuống dưới sông luôn nè. Mới gặp được ổn. Đâu? Cái nào đâu? Rồi, đây. Hồi nó nằm cao dữ vậy. Tại là gặp được ổ nằm lúc đó các bạn. Cái lỗ này. Múc cái mẹ trên luôn. Thâu rồi. Nhưng mà... Nó cái chỗ đen đen trên này.
đen đen đi đó đó. Nhưng mà mình sẽ hình như xa quá không thấy đâu. Mình dung lại luôn không thấy luôn bạn, nó nằm mút mút đó đó, 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 đó. Ngay cho cục đen đen đó đó bạn. Đây có mấy bạn coi hai trong vlog nè. Đang tiến hành thu phục cái tổ ong. Ong này ông này không biết ông gì, ông lùi quá. À, ông nội. Đây 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 đây, thấy rồi, thấy rồi. Thấy không mấy bạn? Toàn là nó mắng. Nó nhắn cây luôn hết rồi. Wow. Nằm giữa màn hình luôn mọi người. Thấu khói chứ à. Cái gì vậy? Được, còn tắt ngắt à? Không, nhìn thấy nó đóng hai bên là biết rồi. Cắt vòng vòng cho nó trống được hàng lâu xuống ha. Nó biết nãy tôi lên tôi hốt mẹ cho rồi. Bắt ổ không cực khổ lắm mọi người ơi. Nếu mọi người có coi thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt like đi. Trời ơi, ngon quá vậy. Trắng xác luôn. Không cắt cái vòng vòng nó có cái gì dướng không, mấy cái cây trắng trắng đó. Bể cái gì à? Ờ, cắt cái nhánh bự đó luôn. Ngay tay phải luôn á. Cắt lắm á. Cắt vòng cái, cắt cái nhánh gốc cái lâu xuống à. Còn có clip không? Mấy lỗ clip không? Vũ vũ ra cái biết cái gì? Ờ, cắt gốc nó đem xuống đi tính. Nó thành ra ấy cái rãi cái hành trình cái nó bị dướng bận luôn ha. Nặng không? Không nặng luôn. Nhưng mà nó cũng bớt rồi hả? Cái mặt nó còn ấy thinh lắm mà. Thấy không? Ờ, thả. Trời, ngon ngon. Ờ, ngon ngon mọi người. Được. Khoan để quay xuống đấy. Đây các bạn, hiện tại là mình mới leo lên, mình bẻ nó xuống rồi nè. Wow, trời ơi. Đó, giờ mình đuổi nó ra cho nó đi, coi được bao nhiêu mạch nha các bạn. Rồi cái này con còn nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng cái mạch như hơi ít thôi không ạ. Hút nó mắc mẹ hết rồi. Quay kỹ mà đây. Đây, cái nó mặt cũng còn nếp. Nói chung mà bít cửa, còn bít cửa. Ô, cũng còn tạm tạm được nè. Ở này chắc khoảng chừng xị rồi. Rồi, mình giờ mình đâu mình lọc ra, mình bỏ vô bọc cái mình đi bắt tiếp ổ khác rồi bà. Rồi, giờ xong rồi, hai anh em mình đi nữa bà. Hai anh mình sẽ đi tiếp tục kiếm đây về dài dài về trong nhà đóng mới nữa. Để về dài dài cho còn ổ nào thì có thấy thêm xui. Đi mình hình kiếm được ổ hai ổ nữa nha bà. Nói chung là mình đi lục thì hơi cực lắm. Mình đi lục ông rùi ông mặc đồ rất là cực. Phải đi kiếm mới chui kiếm mới được mới có. Rồi để mình có gặp ổ nào mình sẽ quay lại cho bạn xem nữa nha. Ôi, trong trong đường ra mình
trong đường ra, anh Đạt đi trước thấy được ổ rồi bạn. Thấy được ổ. Đâu đâu đâu. Cậu gấu đây này, đây này. Ui. Đây 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 này. Quá hên, quá hên. Tại tại cái này luôn. Cái này nói chung là rất hên nha các bạn. Mình mới vừa nói vừa xong vừa tắt máy cái anh Đạt đi thấy liền luôn nè. Đó. Cậu gấu nằm. Nằm trong lóc luôn. Ừ. Quá đã con ơi. Quá đã luôn. Rồi, anh trèo lên. Ủa nhưng mà cái này bắt thiếu sao? Bắt có bò không? Giờ tạm video làm mọi thứ. Rồi, hiện tại là Đạt đã mặc bộ đồ vô các bạn. Cái này là ổ mặt nha các bạn. Ổ mặt. Nó cũng tương tự như cái mặt ổ mặt hồi nãy á. Nhưng mà cái là cái này nó nhỏ hơn ổ nãy. Ý nó ra rồi, không được. Nói chung là đã có áo thì ở gần được. Còn mình không có áo thì mình phải đi xa rồi các bạn. Đi xa là mình núp. Ôi cái tự nó bay tới đây luôn. Quay. Ôi trời ơi. Hiện tại là cái ổ này nó dữ quá bạn. Dưới mình chạy ra tới ngoài này luôn. Nó bu theo cái đầu mình chạy ra tới ngoài này luôn. Hiện tại là lúc ở trong đó đó. Nó lúc trong đó mình chạy ra tới ngoài này luôn, nó vẫn còn mà. Chạy ra tới ngoài này vẫn còn luôn. Trời ơi, chạy quá trời luôn. Thôi, giờ mình mò mình đi vô các bạn. Chung là bắt ong này thì rất nguy hiểm, mình đi cho rất xa. Còn Đạt thì bằng áo bảo hộ các bạn. Có bộ đồ bảo hộ là anh bắt à. Nhưng mà anh bắt xong kêu lại. Ôi, không được các bạn. Mình mới quanh vô khúc nó dí mình nữa bạn. Mới quanh vô khúc dí chạy ra nữa. Mới quanh vô khúc nó dí. Phải nó dí thấy cái đầu quay luôn quá. Ôi. Giờ anh bọc qua cái đường bên đây. Lại ngay bóng mát đó mình ngầu. Đợi anh Đạt bắt xong rồi đem ra các bạn. Anh Đạt bắt xong rồi đem xét đồ ra. Chứ mình giờ mình không vô đó được. Mệt. Thế mẹ. Gì? Kéo qua ta. Ủa nãy kéo quả đâu rồi? Nãy kéo đưa anh rồi mà. Nãy kéo đưa cắt ổ trọng bỏ đâu? Có liền ngay chú. Ổ liền. Rồi. Đây các bạn. Tại là mình bắt được. Đó. Ổ này bắt được có như đây à? Ổ này mới làm. Nói chung là ổ này cũng mới làm các bạn. Ổ này bắt không có khói. Ổ này dí chạy quá lần luôn. Dí chạy 2-3 lần luôn. Bắt nãy giờ đâu coi. Nửa tiếng hồn mới xong cái ổ mà lớn như mà. Nhưng mình đây mình tích lũy gom lại cũng mới có nhiều chứ. Một ổ thì nhiều không có các bạn. Rồi giờ hai anh em mình sẽ chọn đồ rồi. Để đi dài. Về trong sòng nữa các bạn. Ổ này cắt bắt hơi cực. Chờ tí nha mọi người. Để theo chân tí theo chân anh Đạt đi kiếm nữa. Nãy giờ hôm nay mình trong cái chùm này mình gặp được hai ổ à. Ngõ ông mặt với ngõ ông rùi. Rồi giờ sẽ xong lên đường đi. Rồi, sẽ xong lên đường nha bạn. Hãy rồi đấy. Rồi, cái này bạn. Nãy giờ mấy anh em bắt được như đây nè. Trong này là nó hai ổ các bạn. Ổ ông mặt với ổ ông rùi là trong này hai ổ. Đó. Còn trong này là cái này là một ổ các bạn. Một ổ chà bá lửa anh bắt đầu tiên luôn nè. Đó. Nay mình đi mình gặp được cái ổ ông rùi chà bá lửa luôn. Ông rùi khổng lồ. Đó. Ủa ông mặt chứ quên, tận lộn. Nói chung là đi có anh Đạt, có cái bộ đồ bảo hộ mới bắt được các bạn. Không có bộ đồ vô phương không bắt được. Nãy cái ổ sau, ổ nhỏ này nè. Tại ra nó dí mình chạy muốn chết luôn. Dí chạy 2 lần luôn. Rồi, giờ về tới nhà rồi. Về tới nhà rồi bạn. Bữa nào mình sẽ rảnh, anh em mình rảnh thì anh em mình sẽ thử thách đi dở cơm nước theo đi một ngày mà bắt ong nha các bạn. Rồi tạm dừng đi. Rồi. Rồi thì giờ clip mình xin tới đây tạm dừng nha các bạn. Chú bạn xem nữa. Vui vẻ nha. Giảm mệt quá. Cái đó để sao được, để hãy đi. Bây giờ mình kết thúc đây. Rồi thì giờ mình bạn xem nhớ đăng ký like chia sẻ kênh Hai Trung Blog của mình để mình có động lực làm nhiều những clip cho bạn xem nha. Giờ thì mình xin kết lại clip ở đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.